đâu. Nó vẫn khóc to lắm. Bé gái suốt ngày ăn hiếp anh trai, nghe mẹ gọi báo công an liền quay xe xin lỗi rối rít. Ôi trời ơi. Mới đây một bé gái vừa khóc bù lu bù loa vừa cuống cuồng xin lỗi mẹ vì sợ chú công an tới nhà bắt đi. Thế đó sau bao ngày dạy dỗ nhưng mà con gái vẫn không thay đổi được tính nết, suốt ngày ăn hiếp anh trai, thậm chí còn đánh anh lọt từ trên giường xuống đất. Người mẹ cảm thấy bất lực nên đã dọa báo công an đến làm việc. Nghe nói chú công an tới nhà, bé gái đã vừa khóc vừa cuống cuồng xin lỗi mẹ, vừa quay sang xin lỗi anh hai, vừa hứa sẽ ngoan ngoãn không đánh anh hai nữa. Nó còn đánh anh nó, đánh anh nó từ trên giường ngã xuống đất cơ. Không, em không làm như thế nữa đâu. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi mẹ. Một ngày nó xin lỗi 10 lần cơ. Ngày nào cũng xin lỗi mà không biết sửa sai đâu. Con biết sửa sai rồi cơ, con sửa sai rồi. Con sửa sai rồi. Con biết sửa sai là như nào rồi. Thế nhưng vẫn không quên, thỉnh thoảng lại ngó đầu ra đầu ngõ xem chú công an đã tới hay là chưa. Mặc dù sau đấy người mẹ cũng giả vờ gọi cho công an nói rằng cháu gái đã ngoan, không cần đến nữa. Thế nhưng cách dạy con của mẹ vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều đến từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng người mẹ dạy con thiếu tự tin, sợ công an sau này sẽ tạo tâm lý không dám đến gần các chú công an để nhờ giúp đỡ. Trong khi một vài người khác lại đồng tình với cách dạy con một cách cứng rắn để con không hư hỏng sau này. Bên cạnh đó, không ít người lại để ý tới người anh hai đầy ấm áp. Dù bị em đánh nhưng khi mẹ phạt em thì vẫn ở bên cạnh vỗ về. Một số ý kiến khác được mọi người để lại. Con tôi nó còn lạy cả mẹ cơ, nhưng mà ráo nước mắt cái là đâu lại vào đó. Riết rồi tôi muốn lạy lại nó luôn. Dù đang khóc nhưng quan điểm rất rõ ràng, không được đánh anh cũng không được đánh em. Ông anh chất quá, bị em đánh mà còn bên cạnh vỗ về em. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.